Thưa quý vị, nói đến Phụng Hiệp, người ta nghĩ đến ngay vùng mía nguyên liệu lớn nhất của tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, hàng năm đến vụ thu hoạch cũng là thời điểm lũ về, thường làm cho hàng ngàn hecta mía ở nơi đây rơi vào tình cảnh ngập úng trổ cờ, không kịp thu hoạch dẫn đến tình trạng chết trên đồng. Không để tình trạng trên tái diễn, hiện nay dù còn 2 tháng nữa mới đến vụ thu hoạch, nhưng ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp đã có những kế hoạch để giúp bà con an tâm hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là một trong những buổi ký kết hợp đồng bao tiêu mía mà các địa phương trong huyện tổ chức để các nhà máy đường gặp gỡ và ký kết hợp đồng bao tiêu với các hộ trồng mía. Gia đình có 1,5 hecta trồng mía, sản lượng hàng năm trên 200 tấn. Ông Nguyễn Thanh Thi ở ấp Trường Long 3, xã Long Thạnh hiểu rất rõ những lợi ích mà bản hợp đồng tiêu thụ mía mang lại. Giá mía năm nay bao tiêu thì thực chất là nó cũng như mỗi năm chứ không có gì thay đổi. Nhưng mà cái lợi của nông dân đó, nếu mía mà nó có rủi ro thì phải nói là nhà máy vẫn mua cho cái giá bao tiêu thì có lợi nông dân cái đó. Cái lợi thứ hai nữa thì nếu nông dân bán cho nhà máy thì còn được lợi được 5 đồng. Nếu ở những vụ mùa trước, minh bạch trong chữ đường mía luôn là vấn đề nóng được đặt ra, thì hiện nay với những thiết bị đo chữ đường được công ty cổ phần mía đường Casuco hỗ trợ, phần nào giúp nông dân tính được chữ đường và xác định được thời gian thu hoạch. Gắn bó với 1 hecta mía gần 30 năm qua, nhưng chỉ khoảng 2 mùa vụ gần đây, ông Ngô Hoàng Giang, ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng mới an tâm hơn với cây mía gia đình làm ra. Thì đo chữ đường này là nông dân này coi như là được cái lợi là coi như là cái giá cả mình không có làm lỡ, không có bán đổn tháo như hồi xưa nữa, thì mình biết cái chữ đường này, thì nhà máy rồi này kia quy định là một chữ đường nó bao nhiêu rồi thì mình biết là hiện tại mía mình nó bao nhiêu chữ đường thì mình biết cái giá của mình nó cái đó là nó rất có lợi cho nông dân. Thường lệ thì hàng năm thì khi mà tới chuẩn bị vào vụ thu hoạch mía theo cái định kỳ có thể là 1 tuần hoặc 2 tuần thì để điều tra đo lại cái chữ đường. Trước nhất là báo cho bà con biết cái chữ đường của cây mía của bà con. Và thứ hai nữa là mình báo cáo về phòng nông nghiệp để tham mưu cho phòng nông nghiệp có một cái bước chuẩn bị để quy hoạch, có nghĩa là dùng mía nào của ấp nào thuộc của xã Hiệp Hưng đã nó ra vào vụ chính thì phòng nông nghiệp có tham mưu với đề xuất với bên Casuco để bước vào giai đoạn thu hoạch. Việc đánh giá được chữ đường ở từng khu vực không chỉ giúp nông dân chủ động hơn trong sản xuất mà còn là cơ sở để ngành chuyên môn phân vùng thu hoạch mía phù hợp. Theo đó, diện tích mía của Phụng Hiệp năm nay là 7.500 hecta đã được ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp phân chia tập trung thu hoạch trong 4 đợt nhằm tránh tình trạng ùn ứ như những năm trước đây. Khi mà mình tính toán được cái thời điểm xuống giống và mình tính toán được cái chữ đường và mình tính được cái chủng loại giống chín sớm chín muộn đó, thì như vậy mình có được những cái đó thì mình sẽ phân định được cái thời gian thu hoạch đó. Thì qua đó thì nhà phòng nông nghiệp mới phân định được 4 cái thời gian thu hoạch. Thì ngay từ đầu vụ cũng như những năm trước thì huyện đã có khuyến cáo người dân là trồng những loại mía chín sớm để khi lũ về thì chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch. Còn đối với những diện tích mình đã nằm ngoài đê bao thì huyện cũng đã có chỉ đạo với nhà máy đường Cộng Long Phát, vì đây là dùng nguyên liệu của nhà máy này, đã vào vụ sớm hơn. Và đồng thời là cũng khuyến cáo người dân là có hình thức là chăm sóc bồi chút những cái đê bao, những cống bọng để chủ động được khi lũ về là nó không cho bị ngập úng và thu hoạch dứt điểm là trước khi là lũ đến. Dùng mía nguyên liệu ở huyện Phụng Hiệp tuy chưa vào vụ, tuy nhiên với sự chuẩn bị chu đáo từ ngành chuyên môn cùng với những kinh nghiệm rút ra từ những năm trước đây sẽ là cơ sở để huyện có một mùa thu hoạch mía thắng lợi, góp phần ổn định phát triển cây mía.